Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô đại bi Quảng Thế Âm Đại Bồ Tát, Nam mô tuyên hóa Đại Bồ Tát, Nam mô hộ pháp Kiết Tôn Bồ Tát, Nam mô kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Kính thưa tam bảo, con xin phép được đọc bài kệ Phật 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niềm chiêm ngưỡng lệ, trời người lợi ích sự không ngàn. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tần sẽ xa vào đường dự, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dự, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nợ dự đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đà sĩ hình, cảm thương chiêm lệ việc chẳng đành, hâm một ngày luôn niềm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rằng quyển thuộc ở nơi nào, dầu xa thủ cũng ra mau, nếu được không lui lòng tịnh ngưỡng, thành ký Bồ Tát buộc đầu trao. Bồ đề mô thường bổ tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, nhiều ngại người này đã phát lòng bi lớn, được nên chiêm lệ đà sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cũng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn đồ chúng sanh khỏi tai ách, châu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sọt mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đài thừa kinh khó mò bề, y phục ăn uống các hòa cụ cũng dường Địa Tạng với hương hoa. Dùng dạng được trong bài trước tường, cách một ngày đêm bưng lễ uống, sanh lòng ân trọng cự ngụ tân, rượu thịt tà dâm cùng nhựa luống, trong 21 ngày chợ sạp xanh, chuyên lòng tự niệm thường nhân danh, diêm bao thể rõ tôn dung hiền, thức rồi lường đằng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giảm nghe qua tai, nhìn vàng đời sau nhớ chẳng phai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, nhà cửa họ hoàng người lìa nhau, ngủ mê mộng mì không ăn giấc, cầu muộn họng hư chẳng được nào, giúp lòng chiêm lệ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của chư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thủ độc nguy giặc đoạn đường, ác thần ác quy mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan cũng không lường, sắp sửa ra đi đổi trực tường, cũng dường tỉnh lệ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác ta tiêu sạch thường an sướng, Quảng âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn môn kiếp thuộc chặn rồi. Rồng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thị hình chiêm lệ, hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bảo đẹp hữu điều lành. Nếu hai đêm công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tự gọi, Quảng âm nên gắng điệp tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ, con xin được hồi hướng công đức học thuộc bài kệ này đến cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nguyện cho các chúng sanh được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiền căn phước đức, có duyên với tam bảo, có duyên với ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát, phát tâm bảo ơn hiệu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Con xin kính tạ ơn tam bảo, thầy tổ và các ngài hộ pháp từ bi gia hộ. Ha ha ha, Buddha Mo Di So Ha.